ý cái mắt bên phía tay trái á, nó lờ đờ hơn và nó mù hơn cái mắt tay phải. Thứ hai á, ngay cái điểm này là điểm nó bị lặp, nơi này cái bờ mi nó lặp vào đỏ này, bên này nó ít hơn, có nghĩa là cái chỗ này nó coi chừng nó có một cái dây chằng, cụ thể là ở ngoài nó có cái nếp gấp nữa, hiểu không? Ok, thì làm cho cái đôi mắt nó không có quỳ xuống như vậy nữa thôi. Bây giờ cái đôi mắt của em nó đang như này nè, giống như chữ ớ nè. Anh làm sao giống như mắt của thầm mình vậy? Rồi đi. Bây giờ em mua về Chicago. À, Chicago hả? Lạnh không? Chicago lạnh lắm. Da nó đổ phần đuôi nhiều, rất là nhiều. Em bình thường á. Ừ, cứ nói làm sao? Không có ngủ, không có nhắm mắt kính á. Bình thường vậy hả? Nhưng người nhà nói lại cái đó em nói cho anh Vũ biết. Rồi em nhắm mắt nhẹ đi, nhắm mắt lại. Em về Việt Nam được bao lâu? Mở mắt lên này, mở mắt lên, mở mắt lên. 4 ngày. Có 4 ngày thôi hả? Dạ. Cái gì đi Mỹ mà về có 4 ngày? Không, em về đây được 4 ngày. À, xong đợt này về được ở mấy ngày? Em về hai. Mở này, nhìn đây. 2 tuần nhưng mà em thấy thăm mì nó foster rồi em ở lại 1 tuần nữa. Thăm mì nó là sao? Nói chỗ anh làm tốt đó. À, bây giờ như thế này nè, bây giờ tại sao anh hỏi cái điều đó? Từ từ nha, cứ nhìn nó cho anh nha. Anh nghĩ hai con thì con này nhắm không kính nhiều nè. Em không biết cái đó, em nghe người nhà. Em nghe người nhà em tới tối về á, em hỏi là để ý cái con này nào nhắm không kính hơn. Theo cái anh khám á thì biết con này nhắm nhiều hơn vì mắt này nó buồn hơn mắt này. Cho nên con mắt này mí rồi hồi xưa nó cũng tùm lum đó nè. Thì cái đó thì nếu mà sau khi mà nó mắt nó cái treo nó ổn á. Em nghe kịp không? Dạ. Nó treo nó ổn á thì lúc đó anh nhấn cái mí, làm thêm một cái nhấn cái mí. Cái nó hết. Cái tự nhiên cái hai mắt nó khỏe hơn. Anh làm điều đó được. Và con mắt nó vui hơn. Rồi sau đó con mắt nó nhắm kính lại được. Nhưng mà cùng lúc thì không nên làm. Ví dụ hôm nay treo cung mày thì không nên làm cái đó. Anh phải chờ cho nó ổn cái cung mày anh mới làm được. Thì hiểu nó không? Anh thì anh kỹ hơn, anh không có làm giống như chỗ khác mà cứ chấp nhận một cái không có tốt tối đa. Thì cái nhấn mí nó không cần phải nghỉ dưỡng. Ví dụ như em còn ở Việt Nam bao nhiêu ngày? Em còn thêm 1 tuần nữa, vẫn 10 ngày nữa. 10 ngày nữa vậy cắt chỉ xong làm. Nếu 10 ngày nữa anh thấy cắt chỉ ok rồi anh làm. Được không? Làm xong đi về Mỹ luôn, không cần phải không cần phải quay lại. Đó là anh nói là nhắn mí. Nhắn mí thôi, nhắn mí có nghĩa là trên cái đường mí nè. Anh lúc đó anh sẽ xác định là cái mí của em. Rồi sau đó anh sẽ đục những cái lỗ bằng cái kim thôi. Anh có cái chữ chỉ chuyên dụng anh đính cái sụn mi của em á, cái hệ thống sụn mi của em với hệ thống cơ nâng mi của em qua cái mũi qua cái đường khâu, nó qua cái đường chỉ luồn đó. Em không biết anh nhìn anh muốn làm cái không thì ý anh nói như vậy anh giải thích cho em cho nên không cần nghỉ dưỡng. Em làm nhấn mí xong thì em làm xong thì nó hầu như mắt nó hơi sưng nhẹ một chút xíu thôi, rồi sau ngày mai nó hơi sưng hơn một chút xíu nữa, ngày mốt nó bình thường. Thì sau khi em làm như vậy thì khoảng không có gì thì khoảng một tháng làm xong thì con mắt nó khác với trước rồi, cái hồng mắt nó sẽ vui hơn rồi. Nhưng để cho nó như những cái tác dụng anh nói, ví dụ cái mắt nó tròn hơn nè, thứ hai nó đỡ bù, nó mắt nó vui hơn nè, cái thứ ba cái nếp gấp nó rõ ràng và nó không cái tình trạng cái cơ á buổi tối nó đóng thì nó khoảng 2 tháng 3 tháng là nó sẽ đạt được cái hiệu quả đó. Cái vấn đề mà nhắm không chính á thì em không có quan trọng. Đúng rồi, em chỉ thấy cái này nó đi xuống rồi. Không, cái đi xuống thì hôm nay mình giải quyết rồi, còn cái kia là mình chỉnh lại cho cái mí nó ok hơn, vì cái mí của em ở giữa này nó lật này. Nó tối em mở nhắm không kính là nó do cái cơ nâng mí nó yếu chứ không phải do gì đó. Em hiểu không? Cái mắt nó là đờ đờ cho nên là nó vậy thôi, cho một cái dạng mắt nó vậy đó. Tối em ra ngoài chơi cũng vẫn được thôi. Bình thường mà, đâu có gì đâu. Tất cả một cái mình có chớp là nhiều không? Nếu là về nhà hoặc đi đâu á, mắt mình mới làm được có chớp. Mình cố gắng mình đừng có chớp mạnh á, để cho nó cái đường mổ nó yên á thì cái sẹo nó mới đẹp được. Tại vì khi mình chớp nhiều á thì cái đường mổ mình cứ rụt rịch á, nó làm cho cái nó không đẹp thôi em nhé. Đúng rồi, cái đó sửa được. Nó người ta cắt, người ta đốt lớp dưới nhiều quá, nó làm cho bị ứ trệ cái hệ bạch huyết á. Nhìn nó bị, tức là nó không bao giờ nó thấy cái sự bồng bồng á. Dạ, cái đó nhìn nó không có tự nhiên. Đúng rồi, nó, cái mí dưới đó, cái mí của người ta bị đúng không? Cái mí người ta nó xung cục lại cái gì, nó phù cái gì. Dạ. Cái mí đúng không? Dạ. Ừ, cái đó anh biết, nó bị nhiều lắm.